Ok. Nói chung là hai bài của hai ca sĩ này cũng nóng bỏng lắm anh chị. Đúng là trong cái dịp này chúng cũng cố gắng mọi cách và mọi điều kiện để mà các anh chị tới ủng hộ một phần và có những cái giải cho các anh chị vui trong cái mùng 2 Tết. Và liên tục chương trình xin mời Hoan giới thiệu chương trình. Yep. Nóng quá em, hồi nãy cũng nóng luôn. Cảm ơn những người đẹp đó, ủng hộ đội trẻ đó. Không có... cái điều này cao cao. Dạ đúng rồi. Ok, xin mời May giới thiệu chương trình. Tiếp theo xin mời chị Nhiên Đồng. Nhiên Đồng hát rồi mà.